Sambuddhassanammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassanammo. Chúng sanh tất cả muôn hàng hạ như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng rỡ hoa lành đặng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường ăn vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, đạo tràng Phật giáo Nam truyền đang trang nghiêm thanh tịnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh pháp hữu đăng đàn giảng giải bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng bác. Và kính mời huynh. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con xin kính lễ sư trí đức, xin kính lễ quý chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Trước khi bắt đầu buổi chia sẻ đàm luận Phật pháp như thường lệ, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Thamang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân, chân truyền diệu pháp thánh nhân con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo thế tôn đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri, do ngài chứng quả, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Kính thưa quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, hôm nay thì chúng tôi xin mạn phép tiếp tục chia sẻ trình bày chương 11 của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, những lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy. Kinh Văn Nguyên Thủy ở đây tức là lấy những cái đoạn kinh từ trong hai hệ, hệ A Hàm của Hán Tạng so sánh đối chiếu với hệ Pali của Phật giáo Nam truyền.
Thì cuốn sách này do Ngài Tỳ Khưu Anālayo soạn dịch. Ngài viết ra do là yêu cầu của một người bạn đạo, giáo sư Đỗ Chính Dân ở Đài Loan. Khi giáo sư bị bệnh ung thư, phải vào bệnh viện để mà điều trị nhiều lần và thấy đau đớn và thấy cần phải có một cái tập sách sưu tập những lời Phật dạy trích từ kinh điển Hán Tạng, A Hàm của Hán Tạng. Và giáo sư đề nghị với ngài Analayo soạn ra một cái tập tài liệu như vậy, và ngài thấy Analayo ngài thấy cũng có nhu cầu, và trong lúc đó cũng trong giai đoạn mà ngài tìm hiểu thêm về tạng A Hàm, thực ra ngài soạn ra cuốn sách này đưa ra những cái lời hướng dẫn để chúng ta đối phó, những lời Phật dạy giúp chúng ta để mà chúng ta đối mặt với cái bệnh và cái chết, đó là những cái điều hiển nhiên ở trong cuộc đời của chúng ta, sinh lão bệnh tử. Và đồng thời ngài cũng trích những cái đoạn kinh Pali tương ứng, so sánh đối chiếu để chúng ta thấy bổ sung cho nhau, có những cái điểm tương đồng và có những điểm khác biệt mà ngài có thể chỉ ra, thì chúng tôi thấy cũng là một cái tài liệu rất hay. Thứ nhất là để giúp mình có cái nhìn cân bằng và mình thấy có cái giá trị, thấy được cái tầm giá trị của kinh điển Nguyên Thủy từ hai cái nguồn chính, nguồn Pali cũng như nguồn Hán Tạng A Hàm. Thứ hai là dịp để chúng ta đọc thẳng những lời Phật dạy đã được ghi lại trong hai cái hệ đó. Và quan trọng hơn nữa là vấn đề bệnh là chết đối với chúng ta là không có tránh khỏi được, sinh lão bệnh tử. Thì cái lão có thể đi kèm với bệnh, bởi vì lão tức là cái cơ thể mình suy nhược rồi, ra mình thấy nó có cái ích lợi thực tế ngay trước mắt. Và cũng như trong trình bày ở trong cuốn sách này, một phần để chúng ta hiểu được, đối diện được cơn đau, cơn bệnh, rồi cuối cùng cái chết như thế nào, và đồng thời cũng giúp mình có những cái lời khuyên khi mình phải chăm sóc người bệnh hoặc những người gần chết, mình có những cái lời khuyên như thế nào để cho có lợi lạc. Thành ra chúng tôi thấy vì vậy mà đem ra trình bày chia sẻ một lần rồi năm ngoái, và lần này là lần thứ hai. Không biết là trong tương lai tùy duyên, có thể chúng tôi sẽ tổng hợp lại hiệu đính và cho in thành sách, hoặc có thể cứ để như thế này rồi cứ đem cái trình bày tới rồi lui, vừa soạn ra để cho mình học, nhắc nhở cho mình thấy nó có cái ích lợi trước mắt. Và cuốn sách có 24 chương, ngài Analayo chia làm hai phần rõ rệt. 12 chương đầu nói về cái bệnh, khi chúng ta bệnh, một người bị bệnh thì mình phải có những cái thái độ như thế nào theo cái lời Phật dạy, cũng như những cái gương những vị tỳ khưu trong thời Đức Phật cũng bệnh, các ngài cũng bệnh như chúng ta thôi, ngay cả Đức Phật cũng bệnh cũng đau thôi, nhưng mà cái thái độ của các ngài như thế nào, mình có thể tìm hiểu và học tập từ những cái gương đó. Hoặc là mình có những cái lời khuyên như thế nào, mình chăm sóc người bệnh như thế nào. Mình thấy có hết. Ra mình thấy càng đọc như vậy là mình thấy cái nguồn kinh điển Kinh Nguyên Thủy nó có những cái lời khuyên rất thực tế chứ không có cao xa. Đạo Phật, Đức Phật chỉ ra cái con đường, những lời khuyên tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mà ngài chỉ những cái lời sâu sắc nhưng mà đơn giản, dễ thấm, dễ hiểu, chứ không có nói những cái gì bóng bẩy cao xa. Rồi 12 chương kế là nói về cái chết. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày chương 11, tức là gần hết rồi. Và tuần tới chương 12 là coi như chấm dứt cái phần bệnh. Và đặc biệt cái chương 11 ngày hôm nay có cái tựa đề là những lời giải 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 thoát từ một bệnh nhân. Tức là bây giờ những cái chương đầu á, thì mình khuyên người bệnh, hoặc là khi mình bệnh mình phải suy tư như thế nào. Còn ngay ở đây á, là một người bệnh nhưng mà người ấy có cái tầm giải thoát cao. Trong trường hợp này là ngài Khemakka, ngài đã đạt tới cái quả vị thứ ba, đó là quả vị bất lai. Vẫn còn một vài cái sự trói buộc chứ không phải là chưa, nhưng mà coi như là trong một kiếp nữa là xong, là hoàn toàn giác ngộ. Và khi ngài bệnh như vậy thì ngài vẫn có nhận được những cái lời khuyên cho những người khỏe mạnh. Ra mình thấy nhiều khi đó là một cái sự tương quan hai chiều, mình khuyên giải người bệnh, mà đôi khi có những cái trường hợp người bệnh cũng có thể cho mình những cái lời khuyên giải,
hoặc là ngay cả ngay chính mình khi mình bệnh, người ta tới thăm bà con trong nhà, con cái, vợ chồng, thân nhân, gia quyến tới thăm mà họ lo rầu, thì nếu mà mình sáng suốt, mình bình tĩnh, mình vẫn có thể gửi cho họ những lời khuyên nhủ, an ủi họ, đừng có lo, đừng có buồn. Bệnh là cái chuyện dĩ nhiên, rồi chết cũng là chuyện dĩ nhiên. Đại khái như vậy. Thì mình thấy đây là một cái sự tương quan hai chiều, chứ không phải chỉ có một chiều suông thôi. Không biết có nghe rõ nha. Dạ, cảm ơn thính pháp chị Nguyên Tuệ, chị Kim Nhung, chị Ngọc Hân. Đó, thì bây giờ thì để có một số, chúng ta có một điểm, một vài điểm chúng ta cần phải ôn lại. Chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần. Thứ nhất là để nhắc nhở, tự nhắc nhở cho mình. Thứ hai là cũng để chia sẻ các anh chị, bởi vì mình là cư sĩ, lo chuyện cơm áo gạo tiền đủ thứ chuyện, là nhiều khi cái mình không có nhớ được hết những cái điểm quan trọng trong những lời Phật dạy, thì ta mình cứ ôn đi ôn lại. Rồi mời các anh chị đi vào trong cái link đầu tiên. Không biết có ai vào được chưa, vào được thì xin cho số 1 cái trang đầu tiên và cái trang trang chỉ mục của cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Bây giờ thì mời các anh chị vào cái biểu đồ đầu tiên trước. Chúng tôi giảng nói trình bày những cái biểu đồ trước, rồi chúng ta sẽ nói về nội dung của cái chương này sau. Đây là cái bản tóm tắt của cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Nếu mà chúng ta còn nhớ, bài kinh Vô Ngã Tướng là bài kinh thứ hai Đức Phật truyền giảng sau khi thành đạo. Sau khi ngài thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng thì ngài đi tới vùng Saranap, ngài quá giáo hóa 6 năm anh em Kiều Trần Như bằng cái bài pháp đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân. Trong đó ngài tóm tắt những cái điểm căn bản nhất của đạo Phật, con đường giải thoát, đó là trung đạo, giữa hai cái trạng thái cực đoan. Thứ nhất là xa hoa dục lạc, thứ hai là hành hạ thân xác, thì con đường trung đạo là đường chính giữa, thoát tránh hai cái cực đoan đó. Chúng ta nhớ cái chỗ đó, trung đạo để tức là tránh tránh hai cái cực đoan. Thứ nhất là mình chạy theo dục lạc, thứ hai là mình hành hạ thân xác, mình sống cực khổ. Nhớ cái chỗ này. Rất nhiều khi mình dùng cái chữ trung đạo ở trong những cái trường hợp khác thì cũng là cái từ như vậy, nhưng mà trong cái ý nghĩa của bài kinh Chuyển Pháp Luân này, trung đạo nó có ý nghĩa như thế đó. Và Đức Phật cũng khẳng định ngay trung đạo tức là Bát Chi Thánh Đạo, mình có 8 phần tử, 8 yếu tố chân chính mà mình phải thực hiện thì mới đạt đến cái mục tiêu giải thoát giác ngộ. Lúc đó là Bát Chi Thánh Đạo, tức là cái thánh đạo có 8 gì, 8 phần tử, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, có 8 phần tử. Rồi Đức Phật trình bày cái bốn cái sự thật. Bốn sự thật là mình phải nắm, tức là khổ tập diệt đạo, nói về cái khổ của con người, không ai tránh khỏi được cái. Rồi đó là cái nói Đức Phật chuẩn nó cái bệnh của con người. Thứ hai là nó cái nguyên nhân của bệnh đó là gì? Tức là tập, tập là nguyên nhân, đó là cái do sự tham ái, chấp thủ và tham ái. Thứ ba là nói rằng mặc dầu bệnh như vậy, mình biết được cái nguồn gốc rồi thì mình có thể diệt được. Và cái trạng thái khi mình diệt được cái sự tham ái, cái sự chấp thủ đó, tức là trạng thái niết bàn, không còn bệnh, hết bệnh. Và thứ tư là muốn, nếu mà muốn được như vậy là mình phải thực hành, phải uống thuốc trị bệnh. Và cái con đường thực hành đó là con đường có 8 phần tử Bát Chi Thánh Đạo, đó là con đường duy nhất. Về sau này thì có những cái bài giảng về sau này nói thêm con đường này đường kia, pháp này pháp kia là con đường duy nhất, mà thật sự không phải. Theo đúng cái tinh thần Phật dạy trong bài kinh Nguyên Thủy đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, con đường duy nhất đó là Bát Chi Thánh Đạo, hay người ta hay gọi tóm tắt là Bát Chánh Đạo, mà chúng tôi thích dùng cái chữ Bát Chi Thánh Đạo nó rõ ràng hơn, tức là chỉ có một thánh đạo thôi để nhập dòng thánh, và có 8 chi Bát Chi Thánh Đạo. Sau khi ngài giảng cái bài kinh đầu tiên, bài giảng đầu tiên thì chỉ có cái người anh cả là ngài Kiều Trần Như là thấm được, mở mở mới phát nhãn, tức là đắc được quả dự lưu, quả vị đầu tiên. Rồi Đức Phật ở lại đó giảng đi giảng lại nhiều lần, năm cái vị bốn người em kia thì mới thấm được, mở pháp nhãn, thấy được pháp và đắc cái quả dự lưu. Là lúc đó, sau đó rồi thì cả năm vị
đều đắc quả vị lưu, đã quả đầu tiên. Rồi Đức Phật mới giảng cái bài thứ hai, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng, bài kinh mà chúng tôi đưa ra cái biểu đồ này. À, các anh chị nào có vào được biểu đồ chưa? À, chúng tôi xin đưa lại, cái quan trọng lắm, cái chỗ này quan trọng. À, các anh chị ghi lại cái biểu đồ này để tóm tắt cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh Vô Ngã Tướng nói về cái gì? Về cái mà cấu tạo nên con người, cái mà chúng tôi là cái tôi, cái ta, anh, cái chị, con, em, thầy, trò, tức là cái mà mình coi cái mình và đối tượng của mình. À, thật sự ra là chỉ là thân và tâm, tức là phần có thể cân đo đong đếm, và phần vật chất, tức là cái thân xác của mình. À, trong nhà Phật gọi là sắc, à, sắc ở đây tức là cái thân xác, cái thân vật lý. Rồi cái phần mà mình biết có nhưng mà không thể cân đo đong đếm được là cái tâm, hay là cái mình gọi là cái phần mà mình hiểu được, nó đang hoạt động. Và cái tâm đó gồm có bốn phần tử chính, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Cái cảm thọ của mình như thế nào? Thọ đau, thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Rồi khi mình thọ xong là mình bắt đầu mình suy tưởng, mình cho nó là cái gì? Đó là tưởng. Rồi sau mà mình biết được, mình dựa theo những kinh nghiệm trong quá khứ này nọ để mình cho kết luận nó là cái gì rồi, thì mình có phản ứng. Cái phản ứng đó là hành. Phản ứng gọi là hành. Rồi cái tâm của mình phản ứng, chứ không phải là qua cái tay, cái chân. Vậy cái tâm của mình nó bắt mình phải phản ứng như thế nào, suy nghĩ như thế nào. Rồi đó gọi là hành. Và cuối cùng là cái nhận biết tất cả những cái gì hoạt động như vậy thì gọi là thức, cái sự nhận biết tất cả. Tức là về cái tâm được chia làm ba cái phần tử nhỏ là thọ, tưởng, hành, thức. À, còn về cái thân thì vật lý, phần vật lý thì gọi là mình gọi là sắc. Nó là cái nghĩa của thuật ngữ của nhà Phật. Anh chị nắm được chỗ này chưa? Thấy nghe rõ chưa? Tức là nói tóm lại một cái mà gọi là cái con người, cái tôi, hay là anh, hay là chị, thầy, tức là những cái đối tượng của mình, thì thật sự ra là chỉ gồm hai phần chính: phần thân và phần tâm. Phần thân thì gọi là sắc, còn phần tâm thì chia làm bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Rồi Đức Phật mới nói tiếp là nó bệnh hoạn, không có kiểm soát được, nó không theo ý muốn của mình. Mình thấy rõ ràng nhất là cái thân mình nó bệnh, nó càng ngày nó già, đau này đau kia. Rồi cái cảm thọ của mình, ngay cả những bậc A-la-hán, Đức Phật hay những bậc giải thoát, các ngài cũng đau, các ngài cũng có cái cảm giác, chứ không phải là không. Hoặc là cũng có cái tưởng, cũng cho nó là cái này kia, phải có như vậy, chứ không phải là không có. Dầu cho tu lâu năm cũng có cái tưởng, nhưng mà cái hành như thế nào là khác. Nhưng mà ở đây mình cũng nói, chỉ nói là rồi cái hành cũng gì, cái phản ứng, rồi cái sự nhận biết, nó thay đổi luôn luôn, nó vô thường, mình không có kiểm soát. Bởi vì đó là mình không có kiểm soát được thì là mình khổ. Mình muốn nó này, muốn thế kia mà nó không được, hoặc mình không muốn nó thế này mà nó vẫn thể xảy ra. Mình muốn cái mà mình không được, hoặc mình không muốn mà nó lại hiện với mình hoài, nó ở với mình hoài. Mình không muốn đau, không muốn bệnh, mà cái bệnh hoài cái mình khổ. Mình không thấy rõ là mình khổ, mình không chịu chấp nhận cái chuyện vô thường. Vô thường khổ. Bây giờ mình thấy, mình phải làm sao mình thấy được nó là vô ngã, tức là không có một cái gì, cái tôi, cái ta trường tồn ở trong nó, thường còn ở trong nó thay đổi luôn luôn. Không có cái gì gọi là cái phân biệt, cái ego, cái ngã của mình. Và trong nhà Phật thì nói rằng mình thấy đó là nó không phải là của tôi, nó không phải là tôi mà cũng không phải là cái ngã của tôi. This is not my, this is I'm not, và this is not myself. Không phải là tôi, không phải là của tôi, mà không phải là tự ngã. Dầu cho nó ở trong quá khứ, hiện tại, trong ngoài, thô tế hay sang hèn gì cũng vậy hết. Tức là nó theo cái lý luận của người xưa. Mà khi mà mình thấy nó rõ như vậy rồi thì mình không còn hứng thú đeo đuổi, không còn chấp dính vào nó, không có say đắm vào đó nữa. Và nếu mà thật sự là mình thấy được rốt ráo như vậy rồi, như là năm ngài Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Các vị đó đã tu lâu đời rồi, cái kiếp cuối cùng lại là cùng là người bạn đạo với lại ngài Bồ Tát nữa. Khi Đức Phật và rồi gia đình thì gọi là chưa thành đạo, gọi là ngài Bồ Tát xuất gia. Rồi gia đình, rồi ngài đi tầm đạo, học
chỗ này chỗ kia hành thiền với đạo sư này đạo sư kia, cuối cùng rồi ngài thấy cũng không thỏa mãn, rồi ngài gặp được năm anh em đạo sĩ khác cũng một cái chí hướng với ngài, là cả cả sáu người đi tầm đạo, rồi Đức Phật thì thành đạo trước rồi mới quay trở lại giảng dạy lại hướng dẫn cho năm cái người đạo sĩ kia. Thành ra năm anh em Kiều Trân Như là chắc chắn là họ đã có sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải chỉ có kiếp này thôi. Nữa là sau khi mà các vị đã nghe được cái bài giảng thứ hai này rồi thì các vị đắc đạo, và cái câu mà căn bản giữa ngay cả trong A Hàm lẫn kinh Pali để chỉ một cái vị đắc đạo là giải thoát hoàn toàn là sinh đã tận, không còn sinh, phạm hạnh đã thành, tức là cái con đường đi đã xong rồi, việc cần làm đã làm xong, không trở lui lại nữa. Là cái câu nó chung câu chung chung để chỉ một vị đắc quả A La Hán, quả cuối cùng giải thoát. Thì đó là cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Cái bài kinh Vô Ngã Tướng này thì cho chúng ta thấy rằng cái ngũ uẩn, cái tấm thân, sắc thọ tưởng hành thức, và làm sao để mình thấy nó rõ ràng, nó không phải là tôi, không có cái tự ngã, cũng không phải là của tôi, không có kiểm soát được, không có cái ngã trong đó. Mình thấy là cái mình dễ thấy nhất là cái thân, nhưng mà bốn cái phần kia mình cũng phải cố gắng thấy, nhất là cái về về cái thức, thức là làm sao. Bây giờ thì chúng tôi mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình này để chỉ cho cái trên cái con đường chúng ta tu tập, chúng ta phải nhắm tới cái mục đích như thế nào. Thường thường thì ít có người để ý tới cái phần này, thành ra chúng tôi nhắc tới nhắc lui mà theo cái nhìn như kinh nghiệm riêng của cá nhân nó rất quan trọng. Là sở dĩ chúng ta bị còn lăn trôi luân hồi trong cái thế giới này là bởi vì theo nhà Phật đó rằng chúng ta bị 10 cái sợi dây nó trói buộc mà. 10 kiết sử, 10 cái thằng thúc hay là 10 cái sợi dây trói buộc. Và cái 10 sợi dây đó là gì? Là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử và si. Là 10 cái sợi dây đó trói buộc mình là phạm nhân. Cái bản đồ này rất là, cái biểu đồ này rất quan trọng. Không biết các anh chị vào được chưa ha? Rồi, cảm ơn chị Nguyên Tuệ, chị Ngọc Hân đã vào được. Không biết các anh chị khác có vào được chưa? Và ở trước máy. Cần phải nhìn cái biểu đồ này rất quan trọng. Thính pháp vào được. Thấy được rõ ràng chưa? Thấy được 10, 10 cái sợi dây đó. Bây giờ đầu tiên trong trong cái, theo cái nhìn của đạo Phật, khi chúng ta nó là một cái khi chúng ta tu tập để đạt kết quả là không phải tức khắc là chúng ta đạt cái quả cuối cùng thì giải thoát giác ngộ, mà chúng thường ra chia làm bốn cái giai đoạn như vậy. Giống như là một cái dòng sông chảy trôi xuống biển cả, bây giờ mình ở trong rừng ở trên đất liền, mình làm sao tìm cái con đường từ trong cái rừng sâu tìm ra con đường đi tới bờ sông, bờ sông giải thoát đó. Đó là những phạm nhân của mình mà là Phật tử cầu học cầu giác ngộ thì làm sao mà thấy được con đường, rồi mình phải đi đi tới cái bờ sông đó. Là khi mình tới cái bờ sông rồi mình nhảy xuống nhập vào cái dòng sông đó, và cái dòng sông chỉ trôi đi một hướng thôi, một hướng ra biển thôi. Thành thử là có một người mà đã nhập vào cái dòng sông đó rồi thì chắc chắn sẽ được đẩy ra tới biển. Biển cả là cái quả vị cuối cùng là giác ngộ giải thoát. Là trên cái dòng sông có ba khúc, dự lưu nhất lai bất lai, tức là một cái vị dự lưu rồi nhập vào cái dòng sông đó, nhập vào sông thoát, nhập vào cái dòng sông để thoát ra rồi thì vẫn còn phải tu tập, vẫn còn phải tái sinh luân hồi, nhưng mà chắc chắn sẽ được giải thoát. Và trong kinh điển nói rằng tối đa là 7 kiếp. Mình thấy 7 kiếp là tốt rồi. Mình đã ngồi ở đây tức là mình lăn trôi luân hồi cả mấy ngàn kiếp, không biết bao nhiêu kiếp. Nhìn lại cái lịch sử của thế giới của vũ trụ mình thấy nó lâu lắm rồi, cả tỷ 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 năm mình vẫn còn ngồi đây thì là bây giờ mình nếu mà được cái đủ đầy đủ phước duyên mà nhập được cái dòng sông đó rồi thì 7 kiếp nữa thì cũng rất là ngắn chứ không có là nhanh, không có lo. Thành thử cái quan trọng là làm sao mình nhập được cái dòng sông giải thoát đó. Và muốn nhập được cái dòng sông giải thoát đó là mình đầu tiên là phải cắt được ba sợi dây đầu tiên, tức là thân kiến hoài nghi giới lễ nghi thuộc. Ra mà các anh chị nhìn thấy cái trong cái hình quả vị vị dự lưu là cắt mất ba cái sợi dây đó. Chị Ngọc Hân có thấy chỗ này không?
ba cái sợi dây đầu tiên: thân kiến, hoài nghi, giới lễ, nghi thuật. Là mình, bởi vì mình vẫn còn dục ái. Dục ái tức là mình vẫn còn tham vào trong cái cõi dục. Cõi dục ở đây tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chứ không phải nói dục ở đây là tình dục đâu. Tình dục chỉ là một phần thôi. Chẳng hạn như mình thích nhìn cái đẹp qua con mắt thì cũng là dục ái. Tai mình thích nghe âm thanh, mình thích nghe nhạc, những điệu du dương này nọ, không có gì xấu hết, nhưng mà vẫn còn bám trong đó. Thành thử là mình phải tái sinh vào cõi dục. Dục mắt, tai, mũi thích nghe, hửi ngửi cái mùi hương thơm, hoặc là cái mùi xào nấu cái gì đó mình thích. Rồi nó tự nó không có cái gì xấu hết, nhưng mà nó là một cái sự luyến ái trong đó, chấp trong đó. Mũi, lưỡi là mình thích ăn ngon, thích nếm những cái vị ngọt, hoặc có người thích uống cà phê, thích vị đắng đắng, đại khái như vậy. Mình thích cái đó, lưỡi. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Thân, thân cái sự cảm xúc, mình thích mặc những cái đồ mềm mại, những cái quần áo này những kia, mình thích cái chỗ đó. Rồi ra đó cũng là nó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Một cái người ra vẫn còn dính mắc cái đó, thành thử ra mình tái sinh luân hồi về cái cõi dục, nhưng mà chỉ có 7 kiếp thôi. Và cái vị mà đã cắt ba cái sợi dây đó rồi, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì dù có tái sinh thì vẫn tái sinh vào những cõi tốt. Mình nhớ như vậy, mình có năm cõi: người, cõi trời, cõi thú là ba, Atula ngạ quỷ, rồi địa ngục. Thành ra mình không có sanh cõi khổ, tức là mình không tái sanh về làm thú vật, không tái sanh về địa ngục, không làm Atula, không làm ngạ quỷ lang thang, những cái hồn ma lang thang. Mà chỉ tái sinh làm người với làm trời thôi, trong cõi trời, hai cái cõi tốt. Nó sẽ tiếp tục tối đa 7 lần nữa là xong. Cái chỗ này nắm được chứ ha. Vẫn còn 7 kiếp sử. Nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục như vậy, ra mình thấy nó khó lắm. Cái ái với cái sân nó khó bỏ lắm. Nhưng mà nếu mình làm nó yếu đi, vẫn còn chút chút thôi, yếu đi. Thì cái vị ấy khi mà chết thì sẽ tái sinh một lần nữa thôi. Tái sinh một lần về cái cõi dục này. Bởi vì vẫn còn dục ái, nhưng mà nó rất là tế nhị rồi, nó vi tế rồi, nó vẫn còn đó. Rồi chị Ngọc Hân có thấy chỗ này không? Chúng tôi vẽ cái hình đó, thì chỗ giác lai vẫn giống như dự lưu, nhưng mà cái chỗ dục ái với sân thì có cái màu nó hơi khác một chút, cái màu cam nó đậm đậm một chút. Tức là nó vẫn còn, nhưng bây giờ nó còn bớt rồi, rất rất bớt rất nhiều rồi. Cái vị đó sẽ tái sinh về cõi dục một lần để tiếp tục tu tập. Rồi cái vị đó cắt, hoàn toàn cắt đứt hẳn hai cái sợi dây đó, không còn sân, không còn dục ái nữa. Tức là khi một vị giác lai mà cắt được hai cái sợi đó, ra mình thấy cái vị giác lai vẫn còn, nhưng mà cố gắng cắt. Ra mình nhiều khi mình lấy cái chỗ này để mình hiểu, mình đừng có so đo hay là mình vội phê phán người khác. Thì một vị đó mình thấy tu rất tốt, mà tại sao còn nổi sân? Mình thấy ngay cả bậc dự lưu hay là bậc giác lai vẫn còn sân. Cái sân của ngài, các ngài vi tế, không có tạo gì điều ác thôi, chứ vẫn còn sân, vẫn còn nổi nóng, vẫn còn thích ăn ngon mặc đẹp chút chút, vẫn thích gửi mùi hương, vẫn còn thích ăn, vẫn thích nghe âm nhạc, đại khái như vậy. Nhưng mà các ngài sống ở đời phạm hạnh, không làm hại ai, sống tử tế với tất cả mọi người. Ở chỗ này chị Nguyên Tệ có thấy được chỗ này không? Ra mình đừng có vội đánh giá người khác, những người mình thấy tu tập lâu năm rồi, cái mình nói tại sao vẫn còn ham ăn, hay tại sao vẫn còn thích mặc đẹp, tại sao cũng còn thích nghe nhạc, tại sao vẫn còn sân kia. Thì mình thấy dự lưu với giác lai vẫn còn dục ái và vẫn còn sân, không phải dễ bỏ đâu. Cái chỗ này mình hiểu ở chỗ này. Rồi khi một cái bậc giác lai cắt luôn hai cái sợi dây dục ái và sân, thì khi chết đi sẽ tái sinh, bởi vì không còn dục ái nữa, thành sự tái sinh vào cái cõi sắc, không còn tái sinh về cõi dục nữa. Chị Nguyên Tuệ có nắm được cái chỗ này. Bởi vì không còn dục ái nên là không có tái sinh về cõi dục nữa. Nhưng mà vẫn còn năm cái sợi dây khác, thành thử ra vẫn tái sinh, nhưng mà tái sinh về cõi sắc. Cõi sắc là chỉ sống trong cái hình sắc thôi, chứ không còn vướng mắc vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa. Nhưng mà bởi vì các vị vẫn còn sắc ái và vô sắc ái, tức là vẫn còn tham vào cõi sắc và tham vào cõi vô sắc. Mình có ba cái giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ không còn dục ái nữa mà vẫn còn sắc và vô sắc ái, thành nữ vẫn tái sinh về. Mà thường thường tái sinh là cõi sắc ái, cõi trời cao nhất của sắc ái.
Thì các vị ấy là thành bậc bất lai. Bất lai tức là không có quay trở lại cõi dục kìa. Tu ở đó một kiếp nữa là xong. Rồi trong cái kiếp đó các vị đã cắt luôn 5 sợi dây. Sắc ái vô sắc ái mạng trạo cử và si. Sau khi cắt sức đức xong 5 sợi dây đó thì vị ấy ở thành A-la-hán. Tức là không còn sinh, không còn thi sinh về cái cõi nào nữa hết. Hết cái tuổi thọ là coi như là chấm dứt luôn, không có tái sinh luân hồi nữa. Và ở trong cái chỗ này, tức là 5 cái sợi dây mà cuối cùng là sắc ái vô sắc ái mạng trạo cử và si, thì cái sợi dây mạng khó bỏ chứ. Ra mình thấy nhiều khi mình hay kết luận người này người kia ngã mạng kêu mạng là đó thì phải coi chừng, bởi vì ngay cả bậc bất lai vẫn còn mạng, vẫn còn so sánh một, vẫn còn cái ý tưởng về tôi về ta chưa có dứt hết, khó bỏ lắm. Thì đó là cái trong cái trường hợp ngài Khê Mắc Ca, mà chút xíu nữa chúng tôi sẽ đọc cái bài kinh về ngài. Ngài là bậc bất lai, tức là ngài vẫn còn mạng, nhưng mà sau khi ngài giảng xong cái bài kinh cho các vị đồng tu nghe xong, cái ngài cũng như là ngài bừng tỉnh, ngài đắc luôn, ngài cắt luôn cái sợi dây mạng đó, và 4 sợi dây còn lại là ngài đắc cái quả cuối cùng là quả A La Hán. Trong khi ngài bệnh, đau bệnh trong cái câu chuyện là ngài là một bất lai, tức là ngài thú nhận như vậy, ngài nói là ngài vẫn còn mạng, thấy rõ khó bỏ lắm. Ở đây thì sẵn dịp nói luôn, rồi trong bài kinh có nói ví như là ngày xưa đó, ngài nói cái giống như tấm vải của mình nó bị dính phân bò, nó hôi lắm. Bây giờ mình có thể bây giờ là khác rồi, giặt xong á, giặt sạch sẽ rồi nó vẫn còn mùi hôi. Thì cũng như bây giờ mình giặt quần áo, quần áo mà mình dính phân này nó khó tẩy rửa lắm, dính, hoặc là mùi mắm, nước mắm, mắm nêm, mắm ruốc thì nó dính vào trong đó. Mắm tôm là đại khái như vậy, ra mình giặt xong nó vẫn còn mùi hôi. Thì cái đó là cũng giống như là cái người một cái vị bất lai như vậy, mặc dầu đã cắt 5 cái sợi dây đầu tiên rồi nhưng mà cái mạng vẫn còn phản phất ở trong đó. Sạch sẽ là cái tấm vải nó sạch sẽ, cái tâm nó sạch sẽ rồi mà vẫn còn. Thành thử ra ngày xưa là không có những cái chất hóa học để mà khử mùi. Thành ra các vị các bà ngày xưa là sau khi giặt xong phơi xong mà vẫn còn mùi hôi thì bỏ trong cái tủ, bỏ trong cái tủ, cái đem những cái bông hoa là thơm có cái mùi thơm bỏ trong đó để ướp. Thì một thời gian lâu ngày thì những cái mùi thơm của cái bông hoa nó mới vào, nó thấm vào trong cái miếng vải này, nó mới đẩy được cái mùi hôi đi. Thì lúc đó thì coi như là đắc cái quả cuối cùng. Bây giờ thì mình có cái thuốc, mình có thể mình bỏ luôn ở trong trong hoặc là cái xà bông giặt đồ, nó có thật sẵn cái chất hóa học rồi, nó tẩy mùi, nó khử mùi, chứ ngày xưa không có. Ngày xưa thì chỉ giặt như vậy thôi, rồi xong rồi phải phơi khô xong rồi bỏ trong tủ, rồi mới thêm lấy mình lấy bông hoa cái nào có mùi thơm mình bỏ vào thêm vào trong tủ để mình ướp. Chào chị Thanh Vân. Đó, thành thử ra mình thấy thì ngài nói rằng phải làm như vậy thì cuối cùng nó mới đẩy được cái mùi hôi đó, tức là cái mùi của mạng, cái mùi so sánh, cái kiết sử mạng. Chỗ này mình có nắm được chỗ này, chị Thính Pháp Quyên Tuệ cái chị Thanh Vân nắm được cái chỗ này, tức là cái mạng nó khó bỏ lắm. Nên là mình đừng có vội, đừng có vội mà hoặc là mình nhìn mình đôi khi mình thấy mình cũng còn so sánh này nọ, mình lo mình nói ngay cả cái bậc bất lai là thánh thứ ba vẫn còn, rồi mình cũng đừng có vội mà kết luận người khác, phán đoán người khác. Sao ông đó tu năm tu lâu năm ăn nói là nghiêm trang này nọ mà vẫn còn mạng, bởi vì ông ta chưa đạt được cái quả cuối cùng. Nhất dự lưu nhất lai bất lai vẫn còn mạng, vẫn còn chút trạo cử vô minh ở trong đó. Và nếu mà bậc dự lưu và nhất lai thì vẫn còn dục ái và sân, nhớ chỗ đó ra. Đây là một cái điều mình thấy, chúng tôi thấy soạn cái hình này sau khi chúng tôi động não nhiều năm cuối cùng soạn ra được cái biểu đồ này thì mình rất là mừng, và nó giúp cho mình thấy rõ được vấn đề hơn trên con đường tu tập của mình phải làm những gì. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp, cái biểu đồ tiếp. Biểu đồ này thì cũng tóm tắt lại, tóm tắt để mình thấy được 10 cái sợi dây đó là gì và phân hạng cái bậc thánh mình thấy rõ. Các anh chị có vào được chưa ha? Thì mình thấy thân kiến là gì. Thân kiến tức là mình cho rằng có một cái ngã thật sự hiện hữu, hoặc là mình đồng hóa với cái ngã đó, hoặc là mình có liên quan đến chúng, tức là kiến cái gì liên quan đến ngã nó là thân kiến. Cho nó là sắc thọ tưởng hành thức, sắc hoặc là thọ hoặc tưởng hành thức, hành hoặc thức đều là nó có là tôi là ta trong đó, khó bỏ lắm chứ không phải dễ đâu.
Nhiều khi mình đau là biết liền, mình đau mình lo này lo kia, mình muốn cho nó hết, sau đó không hết mình nổi sân nổi lo sợ này nọ, hoặc là mình xăm sân sân sóc người người thân trong nhà, tại sao cứ bệnh hoài, tại sao cái ông bà của cái nhà kia thấy khỏe mạnh, ông bà nhà mình cứ rên rỉ ra bệnh hết này bệnh kia, cái tự nhiên mình đâm ra mình nổi sân hay là mình trách móc này nọ, mình thấy vậy rồi cái thằng cho nó là mình muốn nhưng không được, hoặc là cái ý kiến của mình, sắc thọ tưởng, cái thọ cái tưởng cái hành thức của mình, nhất là cái tưởng, mình tưởng xong rồi cái mình cho mình tâm đắc cái đó, rồi ai mà đụng chạm tới cái tự mình nổi sân, mình phán một câu gì đó cái người ta phán lại, người ta chỉ trích hoặc là người ta nói ngược lại cái mình thấy bất bình, hoặc là ai khen mình cái mình nở lỗ mũi mình thích, phải có chuyện cái đó mà khó bỏ lắm, mình chỉ phải ghi như vậy rồi từ từ mình mới kiểm soát được, là cũng đừng có nóng nảy mà cũng đừng vội chê bai đánh giá phê bình người khác, chúng bên chúng ta cũng chỉ là phàm nhân thôi, cũng là cũng còn phải tu tập hết, chúng ta có cái thông cảm, mình nhìn lại mình rồi mình nhìn lại người, mình thông cảm với mình với người là mình thông cảm. Thứ hai là cái hoài nghi, hoài nghi là không biết có Phật có Pháp có Tăng hay không, đặt những câu hỏi này kia, đôi khi nói năng ngang tàng, phải cẩn thận cái lời nói của mình. Nói mình không chấp này không chấp kia, mình nói là chịu ảnh hưởng của thiền tông nhiều quá đi, ra mình phải cẩn thận cái lời nói của mình, nó tạo nghiệp, và mình cố gắng mình tìm hiểu cuộc đời Đức Phật như thế nào, vị Phật đó có thật hay phải nhân vật có thật 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 trong lịch sử hay không, là cái điều đó mà mới là có lẽ là, đó là một trong những lý do mà Đức Phật ngay cả thời Đức Phật ngài cũng khuyến khích phải đi hành hương tới thăm những cái điểm lịch sử. Trong cái bài kinh Đại Đại Kinh Bát Niết Bàn lời dạy cuối cùng ngài cũng có khuyên như vậy, nói với nhắn nhủ với với ngài Ananda, và từ đó tới nay hơn 2.500 năm rồi thì có những cái đoàn hành hương, nhất là bây giờ chúng ta đi dễ dàng, đã phải nguyện để làm sao nguyện trong lòng cố gắng một lần ở trong đời đi để mình thấy được những điểm, mình nhớ lại cái thời xưa, mình phải hiểu lịch sử hoằng pháp Đức Phật, thời Đức Phật như thế nào thì mình mới thấy được ý nghĩa, rồi mình đi đi mình thấy thấm, mình về một cái lòng tin mình tăng lên. Rồi phải thấy rõ cái nhân quả và cái lý duyên sinh, mình học trước rồi mình chiêm nghiệm vào cái đời sống của mình, cái gì nó cũng có cái duyên của nó, nó do duyên sinh chứ không phải tự nhiên mà có đâu, hoặc là mình nói như vậy, nhiều khi mình không hiểu được rồi mình cho nó tự nhiên nó đến, thật sự không có, nó có cái sự liên hệ, có nhân cái duyên của nó, để mình hiểu để mình đừng cẩn thận những cái lời ăn tiếng nói của mình, nhất là trong cái môi trường Internet bây giờ, trong Facebook, trong mạng xã hội không ai thấy ai, thì nhiều khi mình buông lung, mình phán, mình viết những cái câu mà không đáng, hoặc là mình đi chạy theo những cái thông tin thời sự mình không có nắm vững vấn đề, rồi mình phê bình này nọ, phán người này phán người kia, mà phải coi chừng. Rồi thứ ba là giới lễ nghi thủ, hay là giới cấm thủ, tức là mình chấp thủ sai lầm về lễ nghi giới điều. Lễ nghi giới điều là những quy ước xã hội để chúng ta sinh hoạt chung với nhau mà là phải có chứ không phải là không có, nhưng mà đừng có chính mắc vào đó, đừng có cho rằng phải như vậy thì nó mới giác ngộ, rồi mình quên đi cái ý nghĩa thật sự và quên đi cái sự tu tập, rồi mình đắm chìm vào trong những cái hình thức lễ nghi đó. Phải tụng cái bài kinh này, phải lại cái kiểu kia, phải ăn cái thứ này, không được ăn thứ kia nó sẽ tạo tội, hay là phải mặc cái áo kiểu này, đi chùa phải mặc cái áo kiểu kia. Đó đủ thứ chuyện, rồi những cái lễ lớn như lễ Phật đản, lễ Vu Lan là phải làm cái này cái chân bông kiểu này chân bông kiểu kia, vừa tốn hao mà vừa vừa phí thì giờ, mà cái đó nó dễ cái cám dỗ mình đó, bởi vì nó dễ làm, đôi khi cái tu thân tu tâm của mình nó khó hơn, mình chạy theo cái hình thức bên ngoài, hình thức bên ngoài vẫn cần phải có, cái lễ nghi cũng cần phải có, nghi thức cũng cần phải có, nhưng mà hiểu được cái ý nghĩa của nó và đừng dính mắc, mình phải uyển chuyển vấn đề, nó thay đổi theo từng thời kỳ, thay đổi theo từng cái hoàn cảnh của xã hội nữa, từng tập thể mình hiểu, không có dính mắc. Rồi thứ thứ tư là dục ái, tức là tham muốn ngũ dục, ngũ dục đây là mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thanh hương vị xúc, mình dính mắc vào trong đó, rồi mình tái sinh vào cái cõi dục, rồi còn sân. Còn tham muốn là cõi sắc, tức là sắc ái tham muốn ở cõi vào vào trong cái cõi vô sắc. Cái này là nhiều khi những cái vị mà hành thiền mình thấy đạt được cái trạng thái tâm định, đạt vào những tầng thiền, những cái bậc thiền dính mắc vào trong đó, cần phải hành thiền cái tâm phải định,
tâm phải định để mình thấy được cái vấn đề, chứ không phải tâm phải định là mình cứ dính mắc vào trong đó, phải cẩn thận cho đó. Rồi cái ý tưởng tôi là cái mạng khó bỏ như chúng tôi nói hàng ngày, rồi cái mình hay cảm thấy nó lăng xăng lao xao trong đầu, người ta chê mình thấy lăng xăng, người ta khen cũng thấy lăng xăng, rồi cái cảnh vật chung quanh người ta đi biểu tình này nọ, có chuyện này chuyện kia xảy ra trên thế giới này, nó làm ảnh hưởng cho mình rồi không bỏ được, rồi cái cuối cùng cái vô mình chưa thấy hết được cái vấn đề. Đó là 10 cái sợi dây. Rồi bây giờ nếu như chúng tôi nói, nếu mà cắt được ba cái sợi dây đầu tiên á thì là bậc dự lưu. Rồi mình làm tiếp tục, mình làm yếu đi rồi giảm cái dục ái với cái sân, thì là nhất lai quay trở lại một lần nữa, mà cắt luôn cái sân và cái dục ái á, thì mình trở thành bất lai, mình cắt cái dục ái sân, tức là mình không có tái sinh vào cõi dục giới nữa, mà bây giờ vẫn còn cái mình vẫn còn sắc ái vô sắc ái, thì mình tái sinh về cõi sắc, cõi trời cao nhất của sắc giới, từ đó mình tu một kiếp nữa thì mình cắt luôn năm cái sợi dây cuối cùng là sắc ái vô sắc ái, mạng trạo cử vô minh, là không còn tái sinh. Đó là cái phần dưới của cái biểu đồ, các anh chị thấy rõ không? Chị Ngọc Hân có thấy rõ chỗ này không? Phân hàng bậc thánh, dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán. Thì tóm lại thì có bốn cái giai đoạn như vậy. Có thể có những người họ có tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành thử ra cái đời cái kiếp đó họ gặp được Đức Phật, Đức Phật chỉ giảng một bài hai bài đó, cái họ họ thấm, hoặc là xin xuất gia của Đức Phật tu một thời gian, họ đi luôn, cái tâm họ đi rất nhanh, từ dự lưu sinh đến nhất lai bất lai, cuối cùng a la hán, đi một cái rẹt như vậy ra. Mình bây giờ mình lại nghĩ là chắc là nhanh, nhưng mà phải cẩn thận cái chỗ này, mình phải thực tế ngay chỗ này. Đức Phật đã thị hiện và giảng đạo 2.600 năm rồi mà mình vẫn còn ngồi đây. Mình vẫn còn ngồi ở đây tức là hai mươi mấy kiếp rồi, ví dụ nó một kiếp là 100 năm đi nữa thì là 26 kiếp rồi mình vẫn còn ngồi ở đây. Mình biết được đạo Phật, mình có một cái quyết tâm gần gũi Phật pháp, tức là mình có nhiều phước duyên so với nhiều người khác, cả thế giới này 7 tỷ người, có bao nhiêu người thật sự mà biết đến đạo Phật? Chị Ngọc Hân có thấy được chỗ này không? Chị Nguyên Tệ có thấy được chỗ này, tức là mình có phước duyên, có lẽ là tính pháp có thấy không? Tức là mình tu, có lẽ là mình tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành tới cái kiếp này mình mới có cái phước duyên như vậy. Mình biết được Phật pháp, mình đi chùa, mình thấy được, mình thông cảm, mình biết được cái con đường mình đi so với những người khác. Rất nhiều người chung quanh mình, thử nhìn chung quanh hàng xóm của mình, không nói đâu xa, bao nhiêu người thật sự như vậy. Mình thử ra mình có cái phước duyên đó, nhưng mà mình vẫn còn ngồi đây, tức là mình cũng có cái nghiệp, mình cũng còn nặng ghê lắm. Mấy 2.600 năm rồi, cái Phật pháp là truyền, mình vẫn còn ngồi ở đây, tức là trong quá khứ mình cũng tạo nhiều cái nghiệp nặng, mình thử ra cái nghiệp trong cái kiếp này, mặc dù mình có phước duyên gần Phật pháp, tu một cái rẹt là xong đâu, mình phải thực tế chỗ đó, phải từ từ, mà làm sao mình biết từ từ, không kiếp này được thì sang kiếp sau, ít ra mình biết được cái con đường mình đi, cái hướng đi nó quan trọng. Đi tới bờ xong giải thoát chưa thì cái điều đó không quan trọng lắm. Làm sao bây giờ mình biết được cái hướng đi, mình quyết chí đi theo cái hướng đi, theo cái hướng đó để đến giải thoát, cái điều đó thở ra cái chỗ này quan trọng, là cái quả đầu tiên, quả dự lưu quan trọng. Làm sao tới khi mình nhập vòng rồi thì mình không có còn tái sinh vào cõi khổ nữa, mà chỉ có 7 kiếp nữa thôi là mình xong, tối đa. Hoặc là có một vị khi mà đắc quả dự lưu là tiếp tục tu tập, giống như năm anh em Kiều Trần Như, sau khi nghe được cái bài đầu tiên Đức Phật giảng tới giảng lui thì cái ngày anh cả đắc trước, rồi bốn người em đắc theo mấy ngày sau nghe được cái bài giảng đầu tiên, rồi các vị đó nghe được xong cái bài giảng thứ hai là đắc luôn cái quả a la hán, cái tâm đi rất nhanh, bởi vì các vị đó đã sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Rồi cái kiếp cuối cùng các vị nó mới có cái phước duyên được gần gũi Đức Phật, mình thấy rõ như này. Và trong khi đó mình đọc ở trong cuộc đời Đức Phật, mình thấy có rất nhiều đạo sĩ hoặc ngay cả những vị tỳ khưu nữa là cũng quậy phá lung tung, rồi cũng không thấy được pháp, rồi cuối cùng bỏ pháp, thấy cái nghiệp của họ nặng, mặc dù họ tái sinh trong thời của Đức Phật, cùng thời với Đức Phật, mà họ cũng không có tu tập, không có xong, chứ không phải ai cũng cũng tu tập thành đạo hết đâu. Trong thời Đức Phật như hẳn như Đề Bà Đạt Đa là phải xoa xa địa ngục cái này kia, mình thấy rõ như vậy. Thời đó mà còn như vậy thì tưởng huống gì bây giờ. Rồi mình thấy con đường đó nó cũng
cũng khó chứ không phải dễ, mình phải phải thực tế, đi từ từ theo cái nhìn riêng của chúng tôi qua cái kinh nghiệm nhiều năm rồi, mình thấy làm sao bây giờ mình biết được con đường mình đi rồi đi tới cái bờ sông giải thoát. Nếu mà mình cắt được ba sợi dây đó thì mình nhập cái dòng sông giải thoát đó là đủ rồi, đó là không có nghĩ tới gì cao xa, cái đó là cái bước quan trọng nhất, quan trọng nhất. Rồi bây giờ mời các anh chị đi qua cái hình tiếp. Cái hình tiếp ba kiết sử đầu tiên. Bây giờ mình chúng ta đây là cái bài, cái một cái bài biểu đồ cũng cũng rất là hay, chúng ta soạn ra để mà mình học. Đầu tiên là như nãy nói là cái cõi, cái mà gọi là con người thì gồm có thân và tâm, cái thân vật lý của mình tâm. Và cái thân thì trong cái thuật ngữ Hán Việt, thuật ngữ của Phật giáo gọi là sắc. Tâm thì gồm có bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Các anh chị có nắm được chỗ này không? Anh Thành, anh Lương, anh Thành có nắm chỗ này không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó, và theo cái cách cái lối dùng chữ tiếng Anh của ngài Analogio rất là hay, hình thử là chúng tôi mới viết ở đây, tức là cái sắc, tức là nó chỉ mình que, tức là mình ở chỗ nào, biết cái tôi mình cho nó là cái ảo tưởng, cái tôi nó ở chỗ đó, cái thân xác của mình, cái tôi nó nằm ở chỗ. Cái thọ là hao, tức là mình cái cảm giác như thế nào, đau khi mình tiếp xúc rồi thì mình thấy có khổ hay là sướng, lọ lạc hay là không khổ, không không lạc. Rồi cái mình nó mà suy tưởng, mình cho nó là cái gì là quách, mình dựa theo cái sự của mình, cái truyền thống xã hội, quy ước thế gian, sách vở mình đọc được này nọ, cái mình dựa theo những cái đó, cái sự mình cho nó là cái này cái kia, rồi mới bắt đầu mình phản ứng lại để mình giải thích là why, tại sao phải làm vậy. Và cuối cùng là mình tóm lại là when, giờ do đó mà mình thấy được cái mà gọi là cái con người của mình nó qua cái thức, nhận thức như vậy. Và một trong năm cái quẩn đó, một trong năm cái quẩn đó thì thường thường là trong cái lý luận ngày xưa là chỉ có loanh quanh luẩn quẩn, là mình cho cái quẩn đó là mình, là tôi, hoặc là mình có ở trong cái quẩn có cái x ở đây, tức là một trong năm cái quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc là tôi, cái tôi, cái ngã của tôi có cái quẩn đó, có cái sắc, có cái thọ, cái tưởng, cái hành, thức đó. Hoặc là tôi ở trong sắc, cái quẩn đó là quẩn đó là ở trong mình, một trong năm cái yếu tố đó ở trong mình. Thì đó, sau khi mình cho như vậy là mình chấp, mình chấp, tức là mình có bốn cái lý luận như vậy và nhân cho năm cái uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đó mình gọi là trong giải Phật là 4% là 20, là 20 tà kiến về thân. Và làm sao bây giờ mình cắt bỏ đó, là năm cái đó, 20 cái lý luận đó là hoàn toàn không có cái tôi, cái ta trong đó. Nó gì không, không phải dễ, khó lắm. Đụng thực tế rồi mới thấy. Chỗ này anh Thành có nắm được cho chị Ngọc Hân nắm. Thì Nguyên Tuệ có thấy chỗ này không? Tại sao mà Đức Phật nói năm 20 tà kiến, tức là 4 nhân 5, 5 ở đây tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 5 uẩn. Và 4 tức là 4 cái lý luận, cái X nó là tôi, cái tôi là X, X ở trong tôi và tôi ở trong X, cái X là một trong 5 cái đó. Mình nhớ, chị Nguyên Tuệ nắm được chỗ này chứ ha, anh Thành có nắm được chỗ này, cái 5, 20 tà kiến. Rồi bây giờ mình làm sao mình bỏ? Không, không phải dễ đâu. Chúng tôi nói không phải dễ. Khó lắm. Nghe mình phải thành thật, phải nhìn chính mình. Rồi đó là cái sợi dây đầu tiên phải cắt. Khó bỏ nhưng mà phải phải cố gắng cắt. Không có lựa chọn nào hết. Không ấy đó có trói buộc mình hoài. Sợi dây thứ hai là hoài nghi. Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng. Hoài nghi không biết có đời trước, đời sau hay không. Hoài nghi về nhân quả, làm không biết có cái, mình nhiều khi mình làm rồi mình không biết cái quả này có hay không, hoặc là bây giờ có người tại sao thấy tự nhiên họ sống sung sướng mà họ giàu có này kia, là mình nói không biết rồi. Chắc có lẽ là họ làm cái gì đó chứ không phải, nhưng mà khi mình phải hiểu đó là do cái nhân từ đời xưa, có người sanh ra cái mặt mày sáng khôi ngô tuấn tú, có người sanh ra mặt mày xấu xí, thân hình nó không được hấp dẫn, đó là cái do cái nghiệp của họ thôi, cái nhân quả thôi. Hoặc là có người sanh ra trong cái đời sống đau khổ, hoặc là có khi mình sống đầy đủ sung sướng như vậy, cái thời cuộc thay đổi làm mất hết, đó là do cái cộng nghiệp, mình cũng không có trách được. Khó lắm, chúng ta sanh vào trong cái thế giới Á Châu hay là sanh làm người Việt Nam mình thấy khổ lắm mà. Nhưng nhìn lại cái lịch sử của nước Việt Nam mình trong vòng một trăm mấy chục năm qua, mình thấy chiến tranh liên miên, nếu mà bình tĩnh nhìn lại, hòa bình chỉ được vài năm thôi.
là có chuyện này chuyện kia, xáo trộn xã hội rồi bị nước ngoài xâm lăng gây hấn đủ thứ chuyện khổ lắm. Khi gia khác là tương đối là thái bình, có lẽ là cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung của mình phải hiểu như vậy để mà mình thấy rõ vấn đề, và mình phải tin và phải học về cái duyên sinh. Tất cả những chuyện gì là do cái duyên sinh mà có ra. Khi mình hiểu như vậy là mình không có lo lắng, không có trách móc, và đồng thời mình cẩn thận về cái thân khẩu ý của mình. Như chúng tôi nói hồi nãy, trong cái thế trong cái sinh hoạt trên mạng xã hội bây giờ là dễ tạo nghiệp mà mình không để ý, nhất là mình dùng cái ngón tay mình chép này chép kia rồi gan tàn nói này kia rồi truyền bá những cái thông tin hoang mang làm cho người ta hoang mang đau khổ này nọ. Mình phải cẩn thận với cái chuyện đó. Khi mình biết được cái duyên sinh và cái nhân quả, rồi cuối cùng là giới lễ nghi thủ, thường dịch là giới cấm thủ, mà bây giờ chúng tôi thấy dịch cái chuyện giới lễ nghi thủ nó tốt, đúng đúng theo cái nghĩa, tức là mình chấp thủ sai lầm về những lễ nghi với giới điều, mình cho rằng phải theo những cái đó thì mới đưa đến giải thoát giác ngộ theo những cái hình thức như này. Và cái điều này rất là dễ mắc, người tu lâu năm hay là mới tu vẫn cảm giác rất là dễ dính mắc vào cái chỗ này, dính mắc vào cái hình thức. Bây giờ mình thử nhìn lại, mình thấy là cái đó theo cái nhìn của chúng tôi rất là dễ bỏ chứ không phải là dễ cắt, nhưng mà không có cắt được. Nếu mà trong ba cái này, cái khó cắt nhất là cái thân kiên, cái dễ cắt nhất là giới lễ nghi thủ, thì mình phải cắt từ từ, làm từ từ, mình làm cho nó giản lược từ từ, không có một lần cắt rẹt cái rẹt ba cái sợi dây. Nhưng mà mình phải biết ba sợi dây đó như thế nào: thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thủ. Nếu mà cắt được rồi thì bắt đầu mình nhập được dòng thánh. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình tiếp này cũng để nhắc lại thôi, một cách biểu đồ khác thôi. Tức là cái sự quan trọng ở chỗ đó. Cái sợ là quan trọng là mình thân kiến là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chia làm hai: thân và tâm. Cái thân thì gọi là sắc, cái tâm là thọ, tưởng, hành, thức. Mình cho là mình lý luận đó là có bốn cái lý luận, đó là cái tuẩn quẩn, đó là cái x, đó là tôi, cái tôi có trong x, cái x ở trong tôi và cái tôi ở trong x. Bốn cái đó, bốn cái lý luận đó mà nhân nhân cái năm cái quẩn là 20 cái lý luận tà kiến, lý luận sai về về cái ngã, cái tôi, cái ta. Mình cho nó ở trong mình là ngã, và cái đó là của mình là ngã sở, là tiếng Hán Việt là như vậy. Và mình không thể biết được cái nguyên nhân nó khởi sinh như thế nào và làm sao nó diệt tận, là mình phải để ý cái vị ngọt, cái nguy hại của nó để mình xuất ly. Mình phải cái mấy cái đó mình phải học thôi, hoặc là mình để ý mình học từ từ. Mình biết mình không phải là mình nói là mình không, nó nhiều khi nó có cái hấp dẫn của nó, mình không, nhưng mà mình phải để ý. Cũng chẳng hạn mình ăn có cái một cái miếng kem hay là một cái miếng bánh ngọt, mình thấy nó ngọt, cái chuyện đó là mình thích, cái chuyện đó không tránh được. Nhưng mà cái thích rồi là mình đừng có bám theo, hoặc là mình uống thuốc đắng tự nhiên mình nhăn lên, rồi ăn cái kia trái ớt cái cà xé miệng mình nổi sân lên liền, mình không thích. Nhưng mà rồi thì mình phải buông chứ đừng có chạy theo nó, mình làm sao đó mình xuất ly đó. Bởi vì nếu không thì khi nó biến hoại, nó thay đổi là mình đau khổ, không phải chấp nhận. Đó là cái điều mà chúng tôi đang đang phải đối phó bây giờ. Cái thân nó đau hoài, không đau chỗ này cũng đau chỗ kia, nhưng khi mình đâm mình bực. Mình bực là để làm gì? Hoặc là khi chúng tôi sinh hoạt trong Facebook rồi mình đưa, mình soạn một tấm hình này nọ, một điều đưa ra một cái ý tưởng, mình suy động não lâu ngày, nó nhiều ngày rồi mới mới soạn được cái tấm hình, cái biểu đồ đó, đem đưa lên cái đa số thì khen thích, thì tự nhiên mình nở lỗ mũi ra, mình thấy mình thích, mình khoái chí, rồi cái tự nhiên có một hai người chỉ trích thì mình đâm mình bực. Nhưng mà cái kiểu cần là mình phải dừng lại ngay chỗ đó, tại sao thích mà tại sao bực. Đó là những chuyện vô thường, bởi vì khi mà tạo ra rồi thì nó có nhân duyên hết. Khi mà nhìn được rồi thì tự nhiên mình buông xả được, mình cảm thấy không có để ý nữa. Chuyện khen chê là cái chuyện bình thường của thế gian, mà không biết là họ có khen thật lòng, mà có nhiều khi họ cũng không biết là họ có chê thật lòng hay không. Mình không biết được cái đối tượng như thế nào, nhất là cái đối tượng là hư ảo. Một người ở bên Úc, một người ở bên Mỹ, một người kia ở bên Pháp, một người họ ở bên về Việt Nam chưa bao giờ gặp mặt hết, làm sao mình biết họ cái ý của họ như thế nào, mà họ là che giấu ở trong một cái tên nick nào đó, mình không biết ai là ai, không biết là thật sự phải là đàn ông hay là đàn bà, không biết thật sự là già hay trẻ nữa. Mình cứ cho nó là vậy, là vậy, là vậy, tức là cái tưởng của mình nó là một hoạt động mạnh.
Rồi mình cho cái tưởng là đúng, cái tưởng là tôi, cái tưởng là của tôi, thì cái đó mình khổ. Mình thấy ở trong cái môi trường mà mạng xã hội là cái tưởng mạnh lắm, không biết chuyện nguyên tuệ thấy được chỗ này, thinh pháp có thấy được chỗ này. Hoặc là khi ngay trong power talk thì có nghĩa mình nghe cái giọng giọng mình không biết, những người lớn tuổi mà nói cái giọng rất trẻ, mà nhiều người trẻ nói cái giọng ồ ồ khàn khàn giống như người già, rồi mình cũng không biết mặt mũi cái người đó nó như thế nào, nó chết một vài câu đó. Là mình thấy cái tưởng của mình, rồi mình cho mình suy tưởng, rồi từ đó là mình phản ứng, đó là cái hành của mình nó không có đúng, rồi mình cho nó là của mình, hoặc là người ta chê cái đó, là mình nói là cái đụng cái tự ái của mình. Rồi bây giờ chúng tôi xin trở lại cái bài hôm ngày hôm nay xin đọc, các anh chị mời các anh chị trở lại cái bài. Những lời giải thoát, những lời dạy giải thoát từ một bình chân, chương 11. Giới thiệu. Sự khác biệt vi tế được đề cập trong chương 10 giữa việc thực chứng vô ngã khi nhập dòng thánh giải thoát đắc quả dự lưu và việc tích hợp đầy đủ nhận thức này vào tâm trí của người hành giả khi hoàn toàn giác ngộ là chủ đề của bài kinh được trình bày trong chương này. Tức là chương trước thì nói sơ qua về chuyện dự lưu, bây giờ nói tiếp cái sự khác biệt của cái quả dự lưu với những cái quả thánh cao hơn. Giáo thuyết vô ngã anatta không phải dễ thấu đạt, người ta nhớ như này, không phải dễ, nhưng mà mình phải làm thì không có lựa chọn nào hết, là thấy được cái vô ngã này. Không có dễ nhưng mà phải làm chứ không có đường khác. Bài kinh trong chương này cho thấy một nhóm tỳ khưu dường như chưa hoàn toàn hiểu rõ ràng về sự khác biệt giữa thực chứng khi nhập dòng thánh giải thoát. Hành giả không còn thấy một cái ngã trường tồn bất cứ ở đâu, và sự tự do hoàn toàn thoát khỏi các ý tưởng ngã mạn và cái tôi đạt được khi hoàn tất tuệ học trong tam vô đầu học với định tuệ hoàn toàn giác ngộ. Tức là một cái vị mà mình đã cắt bỏ cái thân kiến rồi thì vẫn còn cái mạng, cái chỗ đó, cái chỗ tế nhị như vậy. Thành thử ra một cái trong cái bài này thì những cái vị tỳ khưu bình bình thường không thấy rõ được, cho là cái vị đó đắc quả rồi. Nên tại sao tu lâu năm nói đắc quả mà vẫn còn sân, rồi cũng vẫn còn dính mắc cái cõi sắc, cõi vô sắc này, với cái mạng vẫn còn, cái ngã mạng, cái mạng khó bỏ lắm. Cái ý tưởng tôi về tôi nó không phải dễ bỏ. Mình biết như vậy chứ đừng có chủ quan đọc cái sách rồi này kia rồi lý luận theo ông này ông kia, cái phá này phá kia, gọi là phá ngã, không không có đúng đâu. Nó không có đơn giản như vậy, nhưng mà mình phải nhận thức cái, bởi vì mình không có cái chủ, có một cái lối thoát nào khác, chỉ con đường đó thôi. Việc nhận thức được rằng tất cả các khía cạnh của trải nghiệm về cái tôi chỉ đơn thuần là tiến trình luôn luôn thay đổi tự nó đã khá sâu sắc, nhưng vẫn còn có thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để thực chứng đầy đủ các kết quả nhận thức đó. Tức là bây giờ mình thấy nó thay đổi luôn luôn, thấy vô thường, nhưng mà chưa đủ đâu. Mình phải tiếp tục như vậy, tới khi nào mà không còn cái ý tưởng so sánh, không còn ý tưởng về cái tôi, cái ta nữa thì mới được. Chứ thấy vô thường, thấy thay đổi cũng chưa đủ đâu. Đó là cái bước đầu tiên, nhưng mà phải tiếp tục như vậy, tiếp tục tu tập. Trong bài kinh được đề cập ở đây, trích từ Tạp A Hàm, SA 103, bài kinh 103 của Tạp A Hàm và tương ưng bộ SN 22.89, tức là cái bài kinh 89 trong chương 22 của tương ưng bộ Pali. Ngài Tỳ Khưu Khê Mát đã giải thích rõ ràng sự khác biệt này, kèm theo những ví dụ để làm rõ vấn đề. Nói về cái Ngài Tỳ Khưu Khê Mát, Ngài bị bệnh rồi, các vị Tỳ Khưu hỏi tới hỏi lui, cuối cùng Ngài phải ngồi dậy, Ngài tới Ngài giảng. Bởi vì các vị đã tưởng là Ngài đắc đạo rồi, nhưng mà Ngài nó chưa, Ngài chỉ là bất lai, nó vẫn còn mạng. Nó cũng có được cái điều hay chỗ này, tức là phải thành thật với chính mình, tu là phải thành thật với chính mình để biết được mình đã đạt được những gì, mình đã cắt được cái gì, mà mình vẫn còn những cái khó khăn nào phải vượt qua. Cái điều đó quan trọng ghê lắm. Nhiều khi mình chạy trốn, mình không, mình tự lừa dối mình, cái điều đó nguy hiểm. Mình nói nhiều khi chúng tôi nói ra, nhiều người nói tại sao mình khiêm nhượng này, có không, chúng tôi nói thật, chúng tôi còn những cái tật thách thói thói hư tật xấu như thế này vẫn còn là phàm nhân, thì mình công nhận như vậy. Mình biết cái địa vị của mình biết cái cương vị của mình, cái mức độ tu tập của mình để mình tiếp tục. Mình không, đừng có tự lừa dối mình, đừng có ngụy biện. Tu là điều đó cần cần tránh cái sự ngụy biện.
mình phải thành thật. Kinh văn Saimakkha, Saimakkha tức là tiếng phiên âm Hán Việt của Khê Mắt Cắt, tạp A Hàm một phiên âm đó là Saimakkha. Tôi nghe như vậy, bấy giờ có một số đông tỳ khưu thượng tọa, tỳ khưu thượng tọa là trưởng lão, tỳ khưu trong cái cách dùng chữ của trong bài cái bản Hán dịch này, tỳ khưu thượng tọa trú tại vườn Cù Sư La tại Gosita, nước Câu Xá Di tức là Cô Sâm Bi hay Câu Diện Bi. Lúc ấy cũng ở nước Câu Xá Di tại vườn Bạc Đà Lê Badarika có tỳ khưu Sai Ma Cát tức là Khê Ma Cát thân mang trọng bệnh. Bấy giờ tỳ khưu Đà Sa Ca, Đà Sa Ca là người nuôi bệnh. Tỳ khưu Đà Sa Ca đến chỗ các tỳ khưu thượng tọa, lễ dưới chân các tỳ khưu thượng tọa, lễ tức là mình cúi xuống lại, rồi đứng sang một bên. Các vị tỳ khưu thượng tọa bảo tỳ khưu Đà Sa Ca rằng, thầy trở về chỗ tỳ khưu Sa Ma Ca và nói rằng các thượng tọa hỏi thăm thầy, thân thể có an ổn chút nào không, đau đớn không tăng lắm chứ. Coi như là chắc có lẽ là vị bị tỳ khưu Đà Sa Ca là một vị mới tu, có làm như làm thị giả đi tới thì đâu như làm thư ký nhắn tin. Lúc ấy tỳ khưu Đà Sa Ca vâng lời các tỳ khưu thượng tọa, trở về chỗ tỳ khưu Sa Ma Ca nói với tỳ khưu Sa Ma Ca rằng các thượng tọa hỏi thăm thầy thân thể có an ổn chút nào không, đau đớn không tăng lắm chứ. Tỳ khưu Sa Ma Ca mới nói với tỳ khưu Đà Sa Ca rằng bệnh của tôi không bớt, thân không được an ổn, các thứ khổ bức bách càng tăng thêm không cứu nổi, càng ngày càng đau. Giống như một người có nhiều sức mạnh, bắt lấy người yếu đuối, dùng dây trói chặt vào đầu cùng hai tay, rồi siết chặt làm cho đau đớn vô cùng. Sự thống khổ của tôi còn hơn cả người kia nữa. Cái kiểu này là cũng giống như từng rồi chúng tôi nói, nếu các anh chị còn nhớ. Đầu tiên mình thấy nó đau lắm, đau này nọ, đau chân đau này nọ, cũng giống như người ta lấy cái sợi dây trói chung quanh rồi siết lại, đau đó nè. Rồi cái đau thứ hai nữa là giống như tên đồ tể dùng dao bén mổ bụng bò lấy nội tạng nó ra. Sự đau đớn ở bụng con bò như thế nào có thể chịu nổi, còn hiện tại sự đau đớn của bụng của tôi hơn cả sự đau đớn kia của con bò kia. Bây giờ nó đau bụng đau nó nổi là giống như con bò bị người ta ông đồ tể ông lấy con dao ông rạch bụng nó ra như thế nào, nó đau nữa. Như hai lực sĩ bắt một người yếu đuối treo lên lửa rồi đốt chân họ, hiện tại hai chân của tôi còn nóng hơn chân của người kia. Là cách tả ngày xưa thấy chị còn nhớ lúc trước cũng cũng tả giống như vậy, đau như thế nào, đau bụng như thế nào, nóng cái chân như thế đó. Bấy giờ tỳ khưu Đà Sa Ca đến chỗ các thượng tọa đem những lời đã nói về bệnh trạng của tỳ khưu Sai Ma Ca bạch lại đầy đủ cho các thượng tọa nghe. Các thượng tọa lại sai tỳ khưu Đà Sa Ca trở về chỗ tỳ khưu Sai Ma Ca và nói với tỳ khưu Sai Ma Ca rằng Đức Thế Tôn đã dạy có năm thủ uẩn, đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Tỳ khưu Sa Ma Ca, thầy có thể quán sát về năm thủ uẩn này không phải là ngã, không phải là ngã sở được không? Đó là không phải là tôi, không phải cái của tôi trong năm cái uẩn đó, năm cái uẩn chấp thủ và năm thủ uẩn. Tỳ khưu Đà Sa Ca vâng lời các tỳ khưu thượng tọa dạy rồi trở về nói với tỳ khưu Sa Ma Ca rằng các thượng tọa nhắn lại thầy là Thế Tôn đã từng dạy về năm thủ uẩn, thầy có thể quán sát về năm thủ uẩn này không phải là ngã, không phải là ngã sở được không? Những chỗ này là mình tập học cho quen những cái từ Hán Việt, ngã và ngã sở. Ngã sở tức là cái của ngã, tức là cái của tôi và của tôi. Tỳ khưu Sa Ma Ca nói với tỳ khưu Đà Sa Ca rằng đối với năm thủ uẩn này tôi có thể quán sát không phải là ngã, không phải là ngã sở. Tỳ khưu Đà Sa Ca trở lại bạch với các thượng tọa rằng tỳ khưu Sa Ma Ca nói đối với năm thủ uẩn này tôi có thể quán sát không phải là ngã, không phải ngã sở. Các tỳ khưu thượng tọa lại sai tỳ khưu Đà Sa Ca nói với tỳ khưu Sa Ma Ca rằng đối với năm thủ uẩn này thầy có thể quán sát không phải là ngã, không phải là ngã sở. Như thế có phải thầy là bậc A La Hán đã đoạn tật các lậu hoặc? Tại vì hỏi bây giờ mình thấy nó không phải là ngã, không phải là ngã sở rồi, năm thủ uẩn như vậy thì ngài phải đắc đạo chưa? Tỳ khưu Đà Sa Ca vâng lời các tỳ khưu thượng tọa dạy, lại đến chỗ tỳ khưu Sa Ma Ca nói với tỳ khưu Sa Ma Ca rằng đối với năm thủ uẩn này thầy có thể quán sát là không phải là ngã, không phải ngã sở.
Như thế thầy có phải là bậc A-la-hán đã đoạn tật các lậu hoặc? Tỳ khưu Samakka nói với tỳ khưu Đà-sa-ca rằng: Thầy nói là thầy là nói rằng tôi có thể quan sát năm thủ quẫn không phải ngã, không phải là ngã sở, nhưng tôi chưa phải là bậc A-la-hán đã đoạn tật lậu hoặc. Tức là ngài rất là thành thật, ngài nói rằng ngài đã thấy được rồi, năm cái ngũ uẩn nó không có tôi mà không có cái của tôi trong đó, nhưng mà ngài vẫn chưa thấy rằng ngài đã đắc được cái đạo đạo quả cuối cùng là A La Hán. Bây giờ các thượng tọa tỳ khưu Đạt Sa Ca rằng hãy trở về nói với tỳ khưu Sai Ma Ca, lên chỗ này chúng ta viết thiếu, đọc ra rồi mới thấy thiếu Sai Ma. Nhiều khi mình dịch mình đánh máy thiếu. Thầy nói thầy quán sát năm thủ uẩn không phải là ngã, không phải là ngã sở, nhưng thầy chưa phải là bậc A-la-hán đã đoạn tật lậu hoặc. Trước sau mâu thuẫn nha. Nói rằng mấy ông nó nói mà đã, mấy ông mấy mấy cái vị đó họ không có hiểu ở đó rằng nếu mà mình đã đoạn được cái đó rồi, thấy được năm cái uẩn của mình sắc thọ tưởng hành thức không phải là tôi, không phải của tôi rồi mà nói chưa, nói tôi chưa đạt A-la-hán là như vậy là mâu thuẫn không đúng. Các vị đã chưa có hiểu như này. Tỳ khưu Samakka mới nói với tỳ khưu Đà Sa Ca rằng đối với năm thủ uẩn quán tôi quán sát là không phải ngã, không phải ngã sở, nhưng tôi chưa phải là bậc A La Hán. Vì đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra hết. Đó, tức là bây giờ đây là nói rõ hơn cái bài kinh Pali. Tức là cái ý tưởng về ngã, ngã mạn, tưởng về mình ham cái ngã và cái nó sai khiến mình chưa có đoạn hết được, vẫn còn cái ý tưởng nó phản phất trong lậu, đó là cái tôi so sánh này kia trong đó, chưa xả ly, chưa có nhàm chán được hết, chưa có bỏ được hết. Là mình thấy ngài rất là thành thật, ngài cũng đang ngài biết vẫn còn không phải là không. Tỳ khưu Đà-sa-ca trở lại bạch với thực các thượng tọa rằng Tỳ khưu Samakka nói đối với năm thủ uẩn tôi quán sát không phải là ngã, không phải ngã sở, nhưng tôi chưa phải là bậc A-la-hán. Vì đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra hết. Các thượng tọa lại sai tỳ khưu Đà-sa-ca nói với tỳ khưu Samakka rằng thầy nói có ngã, vậy thì chỗ nào có ngã? Sắc là ngã hay ngã? Sắc khác ngã, thọ tưởng hành thức là ngã hay thức khác ngã? Phải hỏi thêm mấy vị đó vẫn còn phàm nhân, thành nói ra còn thắc mắc. Vị tỳ khưu Samakka nói với tỳ khưu Đà Sa Ca rằng tôi không nói sắc là ngã hay ngã khác sắc, không nói thọ, không nói tưởng, không nói hành, không nói thức là ngã hay thức khác ngã, nhưng đối với năm thủ uẩn ngã mạn, ngã sử, ngã dục tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra hết. Thành thử bây giờ nói tới nó lui hoài thì ngài cũng thấy bực, thấy không? Thành ra ngài Samakka mới nói tiếp như thế này: tại sao làm phiền thầy phải chạy qua chạy lại, thầy mang dùm cái gậy đến đây, tôi sẽ tự chống gậy đến gặp các vị thượng tọa kia, gậy cho tôi, thầy xin trao gậy cho tôi. Ở chỗ này không viết sai chỗ này, có đọc như vậy rồi mới thấy là nhiều khi đánh máy sai. Tỳ khưu Samakka liền tự chống gậy đi đến chỗ các thượng tọa. Từ xa các vị thượng tọa nhìn thấy tỳ khưu Samakka chống gậy đi lại liền trải tòa, sửa ghế ngồi, đích thân ra đón tiếp, mang giúp y bát và mời ngồi, cùng hỏi thăm sức khỏe nhau. Rồi các vị thượng tọa nói với tỳ khưu Samakka rằng, thầy nói về ngã mạn, vậy thấy ngã ở đâu? Sắc là ngã chăng? Ngã khác sắc chăng? Thọ tưởng hành thức là ngã chăng? Khác ngã chăng? Tỳ khưu Samakka nói rằng không phải sắc là ngã, không phải sắc khác ngã, không phải thọ, không phải tưởng, không phải hành, không phải thức là ngã, không phải thức khác ngã. Nhưng đối với năm thủ uẩn ngã mạn, ngã dục, ngã sử tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra. Tức là khi mình hỏi cái ngã ở đâu, tức là mình đặt đó là có cái ngã rồi mới hỏi nó nằm ở đâu, tức là mình vẫn còn dính mắc vào cái ngã đó, thành ra nó không có đơn giản. Tức là lúc nào mình cũng cho rằng nó có một cái tôi, cái tôi nào, cái ngã trong đó, cái self. Rồi sau này trong những cái đoạn, những cái đạo giáo khác chẳng hạn như là bên Đà La Môn, và bây giờ gần đây nó có một số triết gia bên Tây phương cũng theo cái ý hướng đó là không tin có thượng đế nhưng mà tin có cái đại ngã,
Tức là mình trong trong cái gọi là tôi là ta, nó có cái tiểu ngã, rồi làm sao để cho cái tiểu ngã nó trở về hòa hợp với lại cái đại ngã của vũ trụ này nọ. À, phải coi chừng ở chỗ đó, nó rất là vi tế. Rồi cái ngày nói tiếp ở chỗ này, giống như hương thơm của hoa Upala, tức là Bát Đàm Ma, tức là hai cái loại sen, Câu Mâu Đầu, Kabuddha, Phân Đà Lợi, tức là tên tất cả những cái loại sen hồi xưa là sen. Có phải mùi hương là rễ cây hay mùi hương khác của rễ cây? Có phải mùi hương là thân lá cuốn các phần tinh và thô của cây, hay mùi hương khác với thân lá cuốn và phần tinh và thô của cây? Nói thế nào cho đúng? Bây giờ ngài mới đưa ra một cái thí dụ để mà giải thích. Bây giờ mình nói cái mùi hương thơm của các cái loại bông hoa đó, nó nằm ở đâu đây? Cái hương thơm nó có phải là cái rễ hay là cái lá hay là cái cánh hoa hay không? Là cái phần tinh, cái cuốn hoa nó phải là, thì dĩ nhiên là các vị trường thoại là không phải. Cái mùi hương nó khác, nó nằm, cũng không có nói là nó nằm trong đó, là cái đó nó nằm ở trong cái mùi hương. À, các vị thượng tọa đáp rằng không phải đâu, không phải mùi hương là rễ của cây hoa Ubatla, Bát Đàm Ma, Câu Mâu Đầu, Phân Đà Lợi, cũng không phải mùi hương khác với rễ các cây ấy, không phải là mùi hương là thân lá cuốn các phần tinh và thô của cây, cũng không phải mùi hương khác với thân lá cuốn và các phần tinh của thô là cây đó. Bhikkhu Samakka lại hỏi, vậy thì mùi hương đó là gì? Các thượng tọa đáp rằng đó là mùi hương của hoa. À, mình chỉ biết là mùi hương của hoa chứ không biết nó nằm ở đâu. Nó có nhưng mà không có cái định hình được, nó không có đồng hóa được với là những cái phần của cái cây hoặc là cái hoa đó. Bhikkhu Samakka lại nói, vậy thì ngã cũng như vậy, không phải sắc là ngã, không phải sắc khác ngã, không phải thọ, không phải tưởng, không phải thành hành, không phải thức là ngã, không phải thức khác ngã. Nhưng đối với năm thủ uẩn, ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra hết. Các thượng tọa hãy nghe tôi nói thí dụ. Vì người trí nhờ thí dụ mà được hiểu rõ. Bây giờ mình giảng nó không có đủ chữ nghĩa, bây giờ mình đem cái hình ảnh. Đó là cái điểm đặc biệt trong Đạo Phật. Có nhiều bài kinh cứ đem ra những cái hình ảnh để thí dụ cho mình liên tưởng. Thì sau khi mình thấy được cái hình ảnh đó là cho mình hiểu được cái vấn đề. À, những cái ảnh dụ, những thí dụ về hình ảnh. Giống như chiếc áo có người nhũ mẫu giao cho người giặt, họ giặt bằng nước tro, tuy có sạch bụi nhơ nhưng vẫn còn có mùi. Nếu muốn hết mùi này thì phải dùng các thứ hương thơm xông ướp. À, nãy như chúng tôi có nói, hàng giờ đem ra mình giặt, mình cho cái người làm giúp việc mình lạc giặt. Mà xưa thì không có xà bông, giặt bằng tro, nước tro sạch rồi, sạch sẽ rồi, nhưng mà vẫn còn mùi, cái mùi chưa khử. Là muốn hết cái mùi đó là phải ướp lên hoa, những cái loại hoa thơm mình bỏ trong tủ hay trong cái rương, cái hòm, rồi bỏ những cái quần áo và khô rồi bỏ trong đó, rồi bỏ hoa đó ướp ướp cho nó thơm nha. Rồi mới mới khử được cái mùi mùi hôi. Cũng vậy, vị Đa Văn Thánh đệ tử xa lìa năm thủ uẩn, quán sát chân chánh rằng không phải ngã, không phải ngã sở. Có thể đối với năm ngũ uẩn, năm thủ uẩn, ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra hết. Biết biết như vậy rồi nhưng mà chưa có bỏ được hết. Nhưng sau đó vị ấy tư duy thêm nữa, quán sát sự sinh diệt của năm thủ uẩn, rằng đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, sự đoạn tận của thức. Bây giờ mình biết như vậy rồi nhưng mình phải từng cái thủ uẩn sắc thọ tưởng hành thức mình nhận chân được nó, mình biết là tại sao nó sinh ra rồi làm sao cho nó đoạn diệt. À, tức là mình phải thấy rõ như vậy, từng phần một. Khó lắm chứ không phải dễ. À, nó chạy rất nhanh, nhất là cái thọ tưởng hành thức, cái thân thì dễ thấy hơn. Rồi đôi khi mình cũng không thấy được. Mình già mỗi ngày mình không có nhận thức, mình không hiểu tại sao mình già rồi mình nổi sân. Rồi làm sao cho nó hết cái tiến trình này đi, tức là mình không còn tái sinh luân hồi nữa. Mình phải nhìn nhìn cho nó rõ. Cái thọ của mình, cái cảm thọ cũng cũng là một cái đề tài rất thú vị. À, như chúng tôi nói hay đau răng, đi mình nhổ răng hay là nhức răng này đó, mình thấy là cơn đau như thế nào, đau 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 lên nó xuống từ đâu mà có, làm sao nó diệt được. Khi là hoặc là đau bệnh, đau xương, đau khớp xương này đó, mình nhìn
nhìn mình thấy cái tiến trình sinh diệt rồi nè. Nhưng là đó, rồi bây giờ mới thấy được như vậy. Đối với năm thu uẩn, sau khi quán sát được sự sinh diệt của chúng như vậy, ngã bạn, ngã dục, ngã sử, tất cả đều được tiêu trừ. Đó gọi là quán sát chân chánh chân thật. Khi tỳ khưu Samaka nói pháp này thì các vị thượng tọa xa lìa được trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, tức là nghe được xong thì các vị đó phàm tăng nó đắc được cái quả đầu tiên, mở pháp nhãn đắc được quả dự lưu. Tỳ khưu Samaka nhờ không chấp thủ nên tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, vì được an vui lợi ích nơi chánh pháp nên bệnh nơi thân hoàn toàn được tiêu trừ. À, thì khi mà nói như vậy ra, khi cái nói cái tâm phấn khởi và tập trung vào những ý nghĩa của cái gì mình muốn nói ra thì cái người nghe đó, các vị đó là phàm tăng thì đắc được cái quả đầu tiên là quả dự lưu. Mà cái người nói, tức là thầy trưởng lão Khemaka, thì thầy cũng nhờ đó mà tự nhiên là phát được cái tư duy, thầy cũng đắc luôn cái quả đầu tiên là quả A-la-hán, quả xin lỗi, quả cuối cùng A-la-hán. Và thầy nhờ như vậy mà cái tinh thần phấn khởi là ngài cũng hết bệnh. Bây giờ các vị thượng tọa nói với tỳ khưu Samaka rằng: lần đầu chúng tôi được nghe những gì hiền giả nói, đã hiểu rõ và mừng vui, huống chi là được nghe lại nhiều lần. Sở dĩ chúng tôi hỏi nhiều và vì muốn làm phát khởi biện tài vi diệu của hiền giả, chứ không phải có ý quấy rối. Hiền giả là người có khả năng giảng rộng chánh pháp của Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Các vị thượng tọa sau khi nghe những gì mà ngài tỳ khưu Samaka nói, tất cả đều hoan hỷ phụng hành. Đó là cái câu cuối cùng. Thì các ngài cũng nói rằng các ngài hỏi không phải là hỏi để bắt bí, mà nhà các ngài không có hiểu, thành ra các ngài hỏi một cách chân thành, mà nhờ cái tâm chân thành đó mà sau khi nghe xong lần này là các ngài đắc được cái quả đầu tiên, quả dự lưu. Cái người giảng là có gì, khi mà giảng như vậy cũng động, là động não chú tâm vào những ý nghĩa của cái câu giảng đó, thì cái người giảng đắc được cái quả cuối cùng, quả A-la-hán. Đó là cái kết luận. Cái bài này thật sự ra là giống như là khẩu truyền, rồi ra khi mình đọc thì mình thấy nó có vẻ lặp đi lặp lại, có vẻ hơi ngu nghe, nhưng mình quen rồi thì mình đọc từ 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 mình thấy rất hay. Bây giờ chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận, có nghe được chưa? Dạ, cảm ơn chị Ngọc Hân và Tính Pháp. Lời giải thích và đặc biệt là những ví dụ được ngài Khemaka sử dụng chính xác là những gì các vị trưởng lão cần phải thẩm thấu để chứng ngộ. Điều này thậm chí còn rõ ràng hơn trong bài kinh Pali tương ứng. À, rồi ngài có nói đó, kinh Pali mà chúng tôi cũng có đưa ra ở trong cái trang web, các anh chị có thể đọc ở trong cái bài kinh Pali. Trong khi bài kinh của Tạp A Hàm, các vị trưởng lão ấy được ghi nhận đắc quả dự lưu sau khi thấu hiểu trình bày như là đã mở được pháp nhãn, thì trong bài kinh tương ưng bộ, các vị ấy thậm chí đắc được quả vị A-la-hán hoàn toàn giác ngộ. À, thì cái kết quả của hai bài kinh cũng cái nội dung cũng tương tự như nhau, nhưng mà kết quả cũng hơi khác một chút. Trong cái bài kinh Tạp A Hàm mà thì chỉ nói các vị trưởng lão xong nghe xong là đắc được cái quả đầu tiên thôi, quả dự lưu. Còn trong bài kinh của tương ưng của Pali thì nói rằng sau khi ngài Khemaka giảng xong thì không những ngài đắc được quả A-la-hán mà các vị trưởng lão kia cũng đắc luôn cái quả A-la-hán. Lời giải thích do ngài Khemaka đưa ra cho thấy rõ rằng mặc dù hành giả không còn có thể xác định bất cứ cái gì là bản ngã, khuynh hướng xác định nhân thân, tôi là identification, là nhân thân, vẫn lan trọt tỏa bao trùm người ấy như mùi hương lan tỏa khắp một bông hoa. Mặc dù công phu tu tập minh sát đã đạt đến mức rửa sạch bụi bẩn của các quan niệm về bản ngã, vẫn cần phải nỗ lực hành trì thêm nữa để loại bỏ mùi hương còn lại. Đó, mình thấy không có đơn giản. À, ngay cả cái bậc đến bậc bất lai rồi mà vẫn còn một cái vài cái ý niệm về bản ngã chứ không phải là không. Ra mình phải cẩn thận ở chỗ này, đừng có vội tự hào. Là mình đắc đạo xong rồi nói lý luận ở trên cái đầu môi chót lưỡi cái miệng không, rồi mình cho rằng mình nó đạt được vô ngã rồi đi phê phán rồi chỉ trích người này người kia, phải coi chừng ở chỗ đó, đừng có vội tự đắc mà phải lúc nào cũng thành thật với chính mình. Việc hành trì cần thiết xem ra rất đơn giản, hướng chánh niệm đến bản chất vô thường của tất cả mọi khía cạnh của trải nghiệm. Quán soi như thế về sự sinh diệt của năm uẩn thường được đề cập trong các bài kinh nguyên thủy,
như là một phương thức thực hành mạnh mẽ để hoàn toàn chứng ngộ. Pháp hành thiền này sẽ được trình bày trong chương tiếp theo và hướng dẫn tu tập sẽ được trình bày trong phần kết luận của quyển sách, tức là trong cái 10 pháp quán tưởng thầy mà sư có nói mà chúng tôi có dịch ra tiếng Việt rồi, thành một cái tập sách riêng lẻ. Và cái điều quan trọng là mình làm sao mình lúc nào cũng phải thấy được cái sự sinh diệt của mọi mọi đối tượng, trong đó có cái bản thân ngũ uẩn này. Mình nói thì dễ nhưng mà thành thật mà nói mà khi đem ra thực hành khó lắm. Mình khó thấy được cái sự sinh diệt đó. Khi nào cái mình hành thiền, mình định tâm ra mình thấy, có thể thấy có thể không nhưng mà thấy. Còn khi bình thường như vậy là mình quên thì mình không không có chịu thấy. Thành ra mình phải lúc nào cũng phải cố gắng tự nhắc nhở, tự thực tập. Ngoài lời giảng dạy, một đặc điểm đáng chú ý khác trong bài kinh là lòng từ bi của Ngài Khemaka. Mặc dù bị bệnh nặng, khi nhận biết các vị trưởng lão khác vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được sự khác biệt vi tế, nhưng quan trọng, giữa sự thực chứng không có một cái ngã thường tồn và sự tự do hoàn toàn thoát khỏi bất kỳ một dạng thái ngã mạn nào, Ngài đã cố gắng ngồi dậy và chống gậy đi đến gặp các vị ấy để làm sáng tỏ vấn đề. Tức là bây giờ Ngài bệnh rồi, bệnh nặng lắm, đau lắm, nhưng mà Ngài thấy rằng các vị kia đồng tu mà còn cứ thắc mắc hoài thì Ngài thôi. Bây giờ cứ sai cái thị giả chạy tới chạy lui hoài mất thì giờ, mà kia không có rõ ràng thôi Ngài cũng cố gắng đứng dậy, chống gậy đi tới để mà giảng. Rồi đó Ngài có cái lòng từ bi như vậy. Mặc dù Ngài đau nhưng mà Ngài cố gắng quên thân mình để đi trình bày hướng dẫn người khác. Như thế, Ngài Khê Mắc Cá là một tấm gương tạo ra một nguồn cảm hứng để chúng ta noi theo, sẵn sàng dành ưu tiên giúp người khác cải thiện sự hiểu biết của họ, mặc dù cơ thể của mình vẫn còn đau bệnh. Trong bài kinh, hành động từ bi như thế đã được đền đáp ngay lập tức. Ngài Khê Mắc Cá nhờ tâm hoan hỷ khi thuyết giảng đã hồi phục được sức khỏe. Trong bản Pali thì không ghi lại sự kiện này, và hoàn toàn giác ngộ, được ghi trong cả hai phiên bản. Thật ra nhờ ngày đó mình thấy cũng cũng có cái hay cái này. Có được cái sự có kết quả tốt, tức là ngài cố gắng có lòng từ bi để giảng những cái điểm tế nhị về chấp ngã cho các vị đồng tu nghe, mà nhờ đó mà ngài hoan hỷ là ngài cái tâm ngài xuyên suốt thẩm thấu được đắc được cái quả a la hán và phục hồi sức khỏe. Trong bản Pali thì không có nói việc phục hồi sức khỏe. Nhưng cả hai bản, Pali và A-hàm đều nói vấn đề là Ngài nhờ đó mà Ngài đắc được cái quả cuối cùng, A-la-hán. Một khía cạnh quan trọng khác của bài kinh có liên quan đến chủ đề chung của cuốn sách này là người giảng bài kinh có ý nghĩa sâu sắc lại chính là người đang bị bệnh. Điều này cho thấy bài kinh giảng của Ngài Khê Mắc Cá có thể xem như là một lời khuyến cáo, như hai chữ như ở đây. Chúng ta nên sẵn sàng nghe và tiếp nhận từ một người bệnh và cũng là lời khích tấn bệnh nhân nói lên sự thật trong tâm trí của người ấy. Sự giao lưu như thế của cả hai bên có một hiệu ứng chuyển hóa đáng kể. Mình thấy ở chỗ này đặc biệt cũng là rất là thú vị là mặc dù người đó bệnh nhưng mà người đó vẫn có thể giảng dạy cho mình, truyền giao cho mình những cái kinh nghiệm để mình học. Mình phải sẵn sàng nghe nữa. Sẵn sàng nghe. Chứ không phải là mình chỉ tới gặp người bệnh rồi mình chỉ khuyên giải người bệnh thôi. Nhưng khi mình nghĩ là người bệnh là tâm trí không có bình thường này nọ, là mình có ý xem thường, muốn chỉ dạy, khuyên người bệnh. Mà thật sự mình phải nghe, sẵn sàng nghe cái người bệnh, đôi khi họ có những cái điểm sáng suốt, họ cũng có thể trao đổi, truyền dạy cho mình. Rồi mình sẵn sàng tiếp nhận. Trong chương tiếp theo, tôi, tức là Ngài Tỳ Khưu Anālayo, sẽ chuyển sang trình bày một loạt các pháp hành thiền. Tức là cái chương tới, tuần tới thì Ngài sẽ nói về các pháp hành thiền. Ngài sẽ nói sơ bộ về 10 pháp quán tưởng. Rồi sau đó trong phần kết luận thì Ngài sẽ nói chi tiết hơn. Tương tự như lời dạy của Ngài Khê Mắc Cá trong bài kinh ở đây, áp dụng thành công chương trình hành thiền này có thể giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe và từ đó gieo trồng những hạt giống minh sát dẫn đến toàn bộ sức khỏe tâm linh thông qua sự giác ngộ hoàn toàn. Thì đó là xong cái phần đọc xong cái phần thảo luận của chương 11 ngày hôm nay. Xong trong tuần tới thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp cái chương 12, tức là chương cuối cùng của phần về bệnh, và sẽ chuyển sang cái phần 2 hay lý thú hơn, nói về cái chết.
Thì nhìn ở đồng hồ thì cũng đã hết giờ, thì chúng tôi xin dừng cái buổi trình bày nói chuyện ngày hôm nay. Trong khi trình bày suốt các 90 phút vừa qua, nếu có những chi sơ sót thì cũng mong quý anh chị, quý chư Tôn Đức Tăng Ni hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa, chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị trong ban điều hành và các anh chị khác đã dành suốt 90 phút vừa qua để lắng tâm, để nghe, theo dõi những gì chúng tôi trình bày. Trong quá trình trình bày, nếu có chị sơ sót thì mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sutta đọc bậc kinh đó là Sutta Yani thabbuta ni samagata ni punma ni vaja ni vanta lekhe sape vaputa sumana bhavanto thobi sakati sunyantu pasitam tahi puta ni sametta sape mittam karota manusiya bacha Yadi vacharato chaharanti ye paling tasma hine rakkata tamata yam kinchi vetam ithava hudam vasake suvayam ratanam vanitam nano samangati tathagate nairam vibhute ratanam vanitam ete na sacce na suvate motukhayam viragam namatam vanitam Yada chaga sakya muni samahito na te na thamme na samati kinchi dam vithamme Ratanang banitang e te na sakya na suvati ho tu yam bhuta setho Bariwana yisu chin samati manam tarikai nyamahu samati na te Na sammo na vichati dam vithamme ratanang banitang ete na sacce na suvati motu ye pukkala atasatam basatha chatari etani yugani hantite dakhine yasugata sasavaka ete sudinnani mahapala naidam visanghe ratanam vanitam ete na sacce na suvati motu ye sopajota Manasadam he nanikami no gotamasa samlamite Bhati bhatta matang vigay halatha mutha niputing Unchamana idam visanghe ratanang bhaktam Ete na satye na suvati hotu yathing dakhilo Bhatha vingsito siya chato pivate piyasam bhakam biyo Tathu pamansa purisang vadami yo hariya sachani Niyavya chapasati idam visanghe ratanang vanitang ete na sache na suvati ho
ye ariya sa cha nu vi pa va jan ti dam phe da bai ye na su de si ta ni kin cha pi te hun tu pu sa pa ma ta na te pa wang a tha ma ma di yan ti dam vi sang khe ta ta nang pa ni tang e te na sa che na su va ti ho tu sa ha va sa da sa na sam va da ya ta ya su tham ma cha hi ta Phong tư saka yadi ti vichiki chitang chasila patang vapi yada ti kin chi chato chato haba ye chawe pamoto chacha petana ya papo katum vidam visang khelang banitang ete na sache na suvati hotu kin cha piso kamang karoti baba kanka ye na vacha chudache tas Tassa wa pa po so ta sampate cha da pa pa ta di sabada sa vota idam vi sanghe ratanang panitang ete na satye na suvati mo vana bhagombe yatha po sita ke himha namase bhakamas mingim he tatho bhamang thamma varang adesa inipanagaming paramang Itajai rambi bhute ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu varo varangyu varado varahado Anotaro na varangade sayi rambi bhute ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu khinang huranang Navannati sampavarat chitta yatike bhavasmin dehi nabicha Avidun chanda nipanti thida yathayam varibo idam visangheta tanang banitang Ete na satye na suvati hotu yani taputa ni samagata nipumma ni vaja vantalikhe Tathagatam deva manu sabuchitam botham namasam suvatimu Tujani thakuta ni samagata vipumma ni vaja Ivantalikhe tathagatam deva manu sabuchitam Dhammam namasam suvatimu tujani thakuta ni samagata Nipumma ni vaja vantalikhe Tathagatam deva manu sapuchitam sankham namasa nasuvati hotu